Mẹ gửi cho nó rồi mẹ rước rồi thằng cu bo về không biết nó cho ăn cái gì mà về nó bị tiêu chảy quá nè. Mẹ không biết cu bo ăn gì hả? Thì bây giờ làm sao biết được, bây giờ nó có tuổi nó ăn dặm rồi nè. Nè, bây giờ giao cho con đó. Giữ con của mình đi, tôi đi làm công chuyện nha. Dạ. Con gọi điện thoại con hỏi nó nghe. Dạ, dạ. Để biết là cho nó uống thuốc rồi chứ. Dạ. Ừ. Cu bo. Con sao dạ? Con đau bụng hả? Con đau nhiều không? Con còn đau không? À đây ba đây ba đây ba đây ba đây ba đây ba đây. Ba đây không sao, ba đây. Để bà hỏi mẹ nha, để bà hỏi mẹ nha. Bà gọi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 xoay. Rồi dừng lại. Làm cái gì mà không bắt máy không biết nữa. À đây 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 đây. Đây là ba đang nhắn tin cho mẹ con nè. À bắt đầu. Rồi, tốt rồi đó. Mà em không có nhớ là cái mà làm ở đây là để em nghe nè. Em là anh yêu. Xin lỗi ai vậy? Tôi nè, Bạch Công Khanh. Bạn trai của Kim Chi. Hả? Ông gọi Kim Chi làm cái gì? Hả? Ồ, tôi xin lỗi. Tại vì tôi gọi cho Kim Chi để hỏi chút việc. Có chuyện gì? Quan trọng không? Hả? Kêu người ta về nhà gọi lại là có ý gì? Hả? Anh muốn qua nhà người ta đúng không? Hả? Nè, đừng có nói anh còn lưu luyến với người ta nha. Nói cái gì đó? Alo? Cái gì? Cái gì là cái gì? Thái độ với tôi hả? Nè, đừng bao giờ gọi Kim Chi nữa nghe chưa? Nếu gọi là mệt mỏi với tôi á. Nói ít hiểu nhiều. Ok. Ok. Alo? Sao kỳ vậy ba? Sao nhà Du My đi hết trơn không ai ở nhà hết? Rồi gọi điện thoại cũng không ai bắt máy luôn. Chỉ có một lý do. Anh Thành gây ra chuyện gì đó rồi bỏ trốn. Thôi đi. Anh với lại con tối ngày cứ đón mò, suy đoán lung tung mà. Trời ơi, con đâu có suy đoán lung tung đâu mẹ. Con nói là có căn cứ hết đó mẹ. Căn cứ gì? Con nhớ đợt trước hả? Tự nhiên hai cha con qua bên nhà người ta đục tường khoét tường, nghi ngờ tầm bảy tầm ba. Anh nói là này là có lý do đàng hoàng mà. Lý do gì? Tại sao ông Thành với con với lại Du My lại mất tích một cách đầy bí ẩn? Vừa đúng lúc cậu Luật gì đó bị hành hung. Tại sao? Thì có thể là trùng hợp, là gia đình người ta đi du lịch hoặc là đi đâu đó công việc, đi chơi gì đó mà đi quá gấp. Anh hiểu không? Du lịch sao trùng hợp? Du lịch mà tại sao có sự trùng hợp như vậy? Du lịch kiểu James Bond, kiểu 007 hả? Cái đó chỉ có nước là đi trốn. Thôi em không nói chuyện với anh nữa. Nói từ nãy giờ cũng không hiểu. Ủa? Chuông cửa con đang mở cửa mà. Minh hả? Không, con không biết nữa con ra. Ra coi sao giờ này nó chưa chịu về nữa kìa. Thằng ở lúc nào cũng trễ nãy. Hả? Điện thoại em. Alo? À, Ngọc hả? Trời đất ơi, lâu quá trời không có gặp bà. Sao? Minh giận với bà mày. Wow. Trời. Con này dữ. Chú anh gì ngon quá vậy? Ok, biết rồi. Bộ nhà không có ăn sao qua bốc hốt quá vậy? Suốt ngày ăn chực. Nó thì khô vậy chú, sao không kiếm gì ngon ngon ăn này ăn dở thế? Cái này khô ăn không được hả? Không được chú ạ. Cũng ăn ướt không? Dạ có. Vô tủ lạnh lấy nước nhúng ăn. Chú gạo con Hoài. Ủa chú, Minh chưa về chú? Ủa? Chứ không phải là mình nó đi học anh văn cho chúng con hả? Dạ con học xong rồi, con về nhà mới qua đây nè. Ê, có khi nào qua nhà Du My không ạ? Vẫn chưa liên lạc được với Du My hả? Ồ, tôi cũng đâu biết cách liên lạc với Du My làm sao đâu. Oh my god! Thì như vậy hả? Trời ơi, bà thấy chưa, bà thấy chưa? Tôi đã nói rồi là ông trời không bao giờ bỏ chúng ta. Ừ, yes, yes, yes. Vậy nha. Rồi. Uầy,
mẹ bạn có xuất thân từ diễn viên không vậy? À, mẹ tôi là bác sĩ mà. Ủa sao cách hành động và cách nói chuyện y chang là diễn viên kịch vậy? Dạ. Vợ tôi là bác sĩ, còn xuất thân từ diễn viên là ông đó. Ủa sao lại là con? Ông là xuất thân từ diễn viên, ông qua nhà người ta ông ăn trực mà ông diễn như đúng rồi vậy đó. Ông diễn như ở nhà ông vậy đó. Đã ăn trực rồi còn mà đặt góp ý người này người kia nữa. Dạ. Túp lều lý tưởng của anh vậy. Con chào ba. Ờ. Buổi sáng vô không ba? Tối qua ba ngủ ngon không? Ừ, ngon, cảm ơn. Đang đọc báo hả? Có tin tức gì tốt lành không ba? À, chú Phi. Chào buổi sáng. Dạ. Good morning, good morning, good morning, good morning. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Ủa, bộ chị uống lộn thuốc hả ba? À, không biết nữa. Mắt nó giống gì mới sáng sớm, nó nổi hứng kỳ lạ. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về đến bên đề rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, em nói rằng hãy bên anh và yêu anh người nhé. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Hãy giúp anh chọn một cái áo đi nào. Anh yêu. Chọn một cái áo thật đẹp. Hôm nay em thấy màu xanh. Màu xanh, màu xanh cho hy vọng. Đúng rồi. Màu xanh này mình sẽ mặc cho một cái quần trắng là tuyệt vời đúng không em? Anh. Hả? Hôm nay có kế hoạch gì không? Hôm nay à? Thật sự ra là có hai kế hoạch nhưng mà không biết làm sao đây. Nên đưa tiền hay là mua quà đây? Em nghĩ là tặng quà đi. Tại vì quà tặng nó có giá trị kỷ niệm lắm. Anh cũng nghĩ như vậy. Sáng sớm mở mắt ra thấy món quà thì chắc chắn sẽ nhớ cái người mình tặng, nhớ hoài luôn. Như vậy tình bạn mới gắn kết được chứ. Cảm ơn em gì? Hả? Tình bạn nào? Em không biết gì hết hả? Sao tình bạn được? Hôm nay sinh nhật thằng Quang. Thằng Quang bạn học của anh ngày xưa. Nhớ không? Thằng Quang mập mập á. Anh sẽ tặng nó một cái áo thun ba lỗ để nó mặc lồi mở ra cho người ta thấy. Mỗi lần mặc cái thun là nhớ tới anh. Bây giờ mình bỏ cái chuyện của anh Quang đi. Anh còn nhớ hôm nay ngày gì không? Hôm nay ngày gì? Quan trọng lắm. Quan trọng, trời ơi. Nhớ đi ông xã của em. Em có thể nhắc anh không? Anh còn một đứa bạn nào sinh nhật nữa đúng không? Nhắc anh đi ăn hai chầu luôn. Còn ai nữa em, còn ai nữa, nhắc anh đi. Những người xung quanh anh. Những người xung quanh. Gần lắm. Thân lắm. Không phải thằng Minh, thằng Mẫn, không phải thằng Mẫn. Ba anh, không phải luôn. Mẹ anh sinh nhật cũng qua rồi. Vì còn ai ta. Còn ai sinh nhật để mình đi ăn đây. Cố gắng nhớ lại. Anh cố gắng nhớ. Lần cuối cùng, nhớ lại. Hôm nay là ngày gì? Người quan trọng nhất. Kế bên mình. Ai ta? Ai để mình đi ăn được? Ai để anh đi ăn? Mình giúp anh không? Ai để anh đi ăn? Giúp anh đi. Trời ơi, anh đang đói bụng. Đi chết đi! Có gì kỳ vậy trời? Trời ơi, chết tôi rồi! Sinh nhật thằng Quang mà khóc dắt vợ theo ăn thì gì bả giận. Ông Phúc xuống ăn sáng. Quang anh à, anh bên mở xuống ăn sáng tụi con ơi. Quang anh ăn sáng hay làm con? Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi ba. Chị xin lỗi chú Phúc. Con xin phép mọi người cho con không ăn sáng. Nó bị sao vậy ông? Hình như lâu lâu á chị tập diễn kịch tại sao mẹ ơi? Không có đâu. Mẹ thấy thái độ kỳ cục của chị con như vậy á, hình như có chuyện gì lớn xảy ra đó. Ba thấy sao ba? Khó hiểu quá. Dạ em biết rồi, để em nhắn tin địa chỉ cho chị nha. Dạ dạ. Ủa, tin nhắn của anh Phúc
Sao anh Phúc nhắn tin lúc nào mà mình không thấy vậy ta? Alo. Ờ, hôm nay em mới thấy tin nhắn của anh. Có chuyện gì vậy? Cô Bo bị tiêu chảy hoài luôn. Cái gì? Cô Bo hả? Cô Bo bị sao anh? Tối qua anh đưa cho bệnh viện rồi. Chắc là bị viêm đường ruột. Từ đây sau phải vô bệnh viện thường xuyên đó. Trời ơi, cái chuyện quan trọng như vậy á mà sao hôm nay anh mới nói với em? Anh nhắn tin không thấy em trả lời thì anh cũng phải biết gọi điện thoại chứ. Không phải có người quản lý điện thoại của em hả? Hả? Là sao? Tôi nhắn tin là gì vậy đó? Nếu từ đây về sau á, cô mà lo cho cu Bo thì gọi cho bà nội đi. Đừng gọi tôi bất công. Nè, bộ anh Khanh nói gì với anh hả? Tôi cúp máy đây, tôi đang bận. Nè, khoan. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được. Tại sao anh ta có thể quên kỷ niệm ngày cưới được chứ? Chuyện này là một sự sỉ nhục đối với đám cưới của mình. Cũng là sự sỉ nhục đối với mình. Trời ơi, không. Không được. Hoàng Anh, em phải bình tĩnh lại. Đừng có suy nghĩ nhiều. Bình tĩnh. Không được. Bình tĩnh lại. Trời ơi, bình tĩnh lại. Mình là bác sĩ, cho nên mình phải hết sức bình tĩnh. Mình phải nhã nhặn, lý trí phải suy nghĩ. Ai à. Đừng sử dụng tình cảm, lý trí, tất cả đều phải lý trí.